mình sẽ quay trở lại. Hôm bữa là có chế mình hỏi trên Zalo là em ơi, tại sao em lại Phương lại không đăng thêm video về hamster. Giờ mình sẽ quay lại cho chế coi, mở tất cả mọi người cùng coi nha. Đây, này là những bé hamster rất là đáng yêu của mình nè. Bé này là cái bé mà lần trước bị màu đỏ đỏ trên mắt đó. Là bé bị đồ ăn đâm vô thẳng vào mắt. Bây giờ cũng đã hết rồi. Bé đã lành rất là lâu. Đây là bé hamster gấu của nhà mình mới hôm qua. Mới vừa mua luôn đó nha. Đó. Trong một khoảng thời gian đó là mình tới đó mình đã thấy một cái lồng như thế này rồi. Bây giờ mình sẽ dựng lại hiện trường nha. Chúng ta sẽ bắt đầu dựng lại hiện trường nào. Lúc đầu là mình đang đi như thế này. Mình sẽ đi nhiều vòng. Rồi khi tới chỗ bán hamster thì mình đã thấy chỗ này. Rồi họ đã mời mình ngồi xuống. Họ cho mình coi hai bé hamster rất có đáng yêu này. Rồi mình đã chọn hết cả hai con này luôn. Thì tổng cộng là mình mua cỡ 2 triệu. Nhà mình cũng không có giàu lắm đâu, chỉ bằng 1/8 của những người giàu thôi. Mình nghĩ là như vậy, cho nên là các bạn được mà chú ý về những bé hamster như này nha. Rồi hôm nay mình sẽ thực hiện cái video để mà cầm với những bé hamster này lên, bé hamster gấu này trong video sau nha. Tại bé cũng hơi nhát, bé nhát lắm á. Nó yêu lắm, nó yêu mà nhát, ghen á. Các bạn biết nhát ghen không? Mọi người biết nhát ghen không vậy? Nhát ghen có nghĩa là không có dám làm cái gì hết trơn, phải có người đi theo. Nhưng mà kiểu chúng ta sợ ma vậy đó. Hôm nay chúng ta chỉ cần bắt nó đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần thò tay vào và bắt nó ra. Này bé yêu đang mới thức nè. Yêu cường lắm á. Mình sẽ nằm xuống à. Mình cho bé yêu chơi. Này bé yêu trên người mình nè. Cái lỗ tai nó mỏng dánh luôn các bạn. Lỗ tai rất là mỏng. Bé yêu chưa? Mắt đỏ. Này mắt đỏ nha. Mắt đỏ đẹp lắm á. Giờ mình sẽ thả nó vào rồi chắc nó buồn ngủ rồi. Mình có thể cầm tay nó được á, hoặc là mình cầm chân nè, thương lắm. Mình sẽ quay cỡ 5 phút nữa. Mình nhớ là mình có đăng một cái video để hướng dẫn các bạn chỉ một bài hát trái tim của em đó, các bạn nhớ không? Bài hát trái tim của em đó mình có hướng dẫn các bạn đăng, hướng dẫn các bạn chế bài hát đó. Rồi đầu tiên các bạn phải ghi cái lời ra một cái giấy. Xong rồi các bạn bắt đầu mà làm cái lời. Cái lời xong rồi các bạn sẽ làm theo cái bài hát. Bài hát này các bạn theo đuổi điệu nào cũng được. Giống cái video trước mình làm giúp. Cái tiếng đập đập đó là bắt mắt năm của mình đang làm thợ hàng. Thì mình cũng rất là đơn giản thôi. Hôm nay thì bé hamster gấu mình chạy rồi nè các bạn. Nó nè. Cái đuôi. Những cái lần mà mình không quay video là mình bị bệnh đó các bạn. Do hôm qua mình cũng mới bị bệnh, mình uống rượu quá say. Rồi mình bệnh luôn, sáng hôm nay mới hết. Cũng hết thời gian rồi. Rồi, các bạn chúng ta cũng phải nhắm lại những cái hamster mới đi nha. Đây, bé yêu muốn ngủ là như thế này nè. Mình sẽ quay kỹ cho các bạn xem. Các bạn ơi, bé hamster gấu của mình đây. Nó chạy rồi. Đây, bé ấy đây. Bé mình cầm nó lên, chạy nhanh lắm á.
Rồi hết thời gian rồi. Bye các bạn nha. Nếu thích video này hãy bấm like. Đừng quên đăng ký và chia sẻ nhé. Bye bye. Nhớ đăng ký.